Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin thời sự 6 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là những nội dung chính có trong bản tin sáng nay. Các trường trên địa bàn huyện Bến Lức chủ động chuẩn bị tốt cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Mô hình thí điểm đảm bảo sinh kế ổn định cho người bán hàng rong sau chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè tại thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận có trong nội dung phần tin trong nước hôm nay. Tin thế giới, báo giới đánh giá thấp chương trình hành động kinh tế của các ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Thưa quý vị, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Tân Hưng tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quý 1 năm 2017. Trong quý 1 năm 2017, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được các cấp các ngành trên địa phương huyện quan tâm lãnh chỉ đạo. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể cùng sự hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Từ đó, phong trào đã tạo được hiệu ứng mạnh mẽ và có sức lan tỏa rộng khắp. Ý thức về pháp luật và ý thức cảnh giác trong quần chúng nhân dân ngày càng được nâng lên. Công an các cấp trên địa bàn huyện phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên và nhân dân các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 60 nguồn tin, trong đó có 50 tin có giá trị, giúp lực lượng công an xử lý, triệt phá nhiều vụ việc, đảm bảo tình hình an ninh trật tự địa phương. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hưng Nguyễn Giang Thấm yêu cầu, trong thời gian tới, công an các cấp trên địa bàn huyện cần phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tự giác tham gia tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, lắp đặt hệ thống camera để triển khai mô hình camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mô hình Honda khách phòng chống tội phạm. Thưa quý vị, dựa trên những điểm mới của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, các trường trung học phổ thông trong huyện Bến Lức đã có sự chủ động trong công tác giảng dạy và ôn tập, giúp học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Năm nay, trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ có 684 em tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia. Đến thời điểm này, nhà trường cũng đã cho học sinh đăng ký môn tự chọn. Có khoảng 10% các em chọn thi môn khoa học xã hội và 90% thi môn khoa học tự nhiên. Nhà trường đã bố trí giáo viên dạy các môn theo tỷ lệ gấp 2 lần tiết chính thức. Ngay từ đầu năm, trường đã phân loại học sinh cho các em chọn các tổ hợp môn thi. Đến đầu tháng 2, trường tiếp tục cho các em đăng ký lại. Kế hoạch của trường là sau thi học kỳ 2 sẽ sắp xếp lại các em theo tổ hợp môn thi để tiếp tục ôn tập cho đến khi các em thi. Thời gian dự kiến khoảng 10 tuần. Để thực hiện công tác ôn thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới, thì nhà trường chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ thầy cô giáo, tổ chức cho các em ôn tập, động viên các em yên tâm, cố gắng học tập. Đối với những em học sinh khó khăn, thì nhà trường đã vận động hội khuyến học sẽ hỗ trợ để các em yên tâm trong việc học tập, thi để đạt được kết quả tốt nhất. Sau giới năm 2016, thời gian thi và các ngày thi năm nay được tổ chức sớm và rút ngắn hơn. Cụ thể, thí sinh sẽ bắt đầu thi từ sáng ngày 22 tháng 6 đến hết buổi sáng ngày 24 tháng 6 năm 2017. Riêng với các bài thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội, các em phải thi liên tục 3 môn trong một buổi để giúp các em giảm áp lực phòng thi. Giáo viên cũng tập trung hướng dẫn kỹ năng nhận diện câu hỏi trắc nghiệm để học sinh giải quyết câu hỏi một cách nhanh chóng. Tại vì năm nay là chuyển sang hướng thi trắc nghiệm lẫn môn, cả môn toán luôn, cho nên là tụi em phải học lý thuyết cho thật kỹ, ôn tập phải thật là nhiều. Những năm trước thì chỉ cần chú ý vào những cái trọng tâm, học thêm những cái cách tính toán nhanh để có thể làm xử lý cái bài toán cho kịp thời gian. Theo quy chế thi năm nay, tỉnh Long An sẽ có một cụm thi gồm khoảng 40 điểm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Học sinh lớp 12 đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi đang học lớp 12. Thí sinh tự do đăng ký tại địa điểm do sở quy định. Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 năm 2017. Đến thời điểm hiện tại thì em cũng đã chọn được khối thi cũng như là trường cho mình. Thì ngoài giờ ôn tập trên lớp thì em cũng có về nhà tìm thêm các cái trên các phương tiện truyền thông để những cái bài tập để có thể chuẩn bị cho mình cái hành trang kiến thức tốt hơn. Và em cũng có hỏi mấy anh chị đi trước để có rút cho mình thêm những cái kinh nghiệm về kỳ thi để có thể chuẩn bị thi tốt hơn. Theo kế hoạch, đầu tháng 5 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Long An sẽ tổ chức
một đợt thi thử, giúp học sinh có thể làm quen với không khí và thời gian thi, đồng thời cũng là cơ sở để các trường rút kinh nghiệm và có sự điều chỉnh để ôn tập tốt hơn cho học sinh trước khi bước vào kỳ thi quan trọng này. Nhân dân xã Hòa Phú, huyện Châu Thành tổ chức thi công nâng cấp mở rộng và đưa vào sử dụng hai tuyến đường bê tông giao thông nông thôn, đó là đường Chùa Quả Linh thuộc địa bàn ấp 3 và tuyến đường ấp 2. Tuyến đường Chùa Quả Linh có chiều dài 260m, trước đây đã được bê tông hóa mặt đường rộng 2m, dày 1 tấc nhằm để đảm bảo đạt chuẩn tiêu chí giao thông của xã nông thôn mới. Xã Hòa Phú đã vận động nhân dân trong ấp 3 đóng góp tiền và đất nâng cấp mở rộng con đường với quy cách mặt đường rộng 3m, độ dày lớp bê tông là 1 tấc rưỡi. Tổng kinh phí của công trình 250 triệu đồng, trong đó nhân dân ấp 3 đóng góp 125 triệu đồng, phần còn lại do ngân sách huyện hỗ trợ. Tuyến đường ấp 2 xã Hòa Phú có chiều dài 572 m được thi công với quy cách mặt đường rộng 3m, dày 1 tấc, tổng kinh phí của công trình là 719 triệu đồng, trong đó nhân dân ấp 2 đóng góp trên 350 triệu đồng. Hai công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng tạo điều kiện cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa được thuận lợi, dễ dàng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị, bản tin thời sự sáng nay xin được chuyển sang những thông tin trong nước đáng quan tâm. Trong chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè tại thành phố Hồ Chí Minh, đã xuất hiện nhiều cách làm hay trong việc vừa giải tỏa nạn buôn bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, vừa đảm bảo sinh kế ổn định cho người bán hàng rong, phần lớn là lao động nghèo. Một khu chợ hàng rong là mô hình thí điểm mà quận Tân Bình đang thực hiện, bước đầu đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ nơi người dân. Xe hủ tiếu của chị Nguyễn Thị Chiêu Ly là một trong hai xe hàng rong đầu tiên vào buôn bán ổn định ở chợ hàng rong Phạm Văn Hai. Gần đó là quầy cháo trắng lá dứa của chị Bùi Thị Nhật. Nhìn cảnh người bán và thực khách cùng vui vẻ tiếu tích trao đổi. Khó có thể hiểu được, hàng chục năm trước khi đẩy xe hủ tiếu gõ bày tủ cháo trắng bán trên vỉa hè, chị Ly chị Nhật lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng sẽ bị lực lượng dân phòng dẹp hay buôn bán ế ẩm vì nay đây mai đó. Dòng qua đây thì nó ổn định mọi cái, có chỗ để xe, rồi mình không phải sợ bị đuổi nữa. Ban quản lý và quận để giúp đỡ cho chị em chúng tôi được buôn bán ở đây để cho gia đình được ổn định. Khu hàng rong tại chợ Phạm Văn Hai là chợ hàng rong đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh. Hiện có gần 20 hộ kinh doanh từ 18h30 đến 23 giờ mỗi ngày. Nhộn nhịp và đông đúc nhất vào tầm 20 giờ. Chợ tập hợp rất nhiều món ăn no và ăn chơi dân dã Nam Bộ với giá cả rất bình dân. Thực khách cũng đa dạng, ăn tại chỗ cũng có, mua về cũng có, nhưng đa phần đều thân thuộc với khẩu vị cũng như cách phục vụ thân tình nơi đây. Giá đây bình dân lắm chị, cô nói là bữa nào thịt heo lên á thì cô mới lên giá, còn không thì cô hạ giá xuống. Mới ăn 15 ngàn, quay bữa sau cô tính 13 ngàn. Có một cái khu chợ riêng cho những người bán hàng rong á là một điều tốt, ngồi ăn cũng được thoải mái tự nhiên, không có phải lo lắng. Từ chủ trương của quận Tân Bình làm sao ổn định cuộc sống cho người bán hàng rong, đồng thời lập lại trật tự mỹ quan đô thị, ban quản lý chợ Phạm Văn Hai phối hợp với địa phương đã vận động các hộ bán rong rải rác xung quanh chợ tập hợp vào chợ từ nhiều năm nay. Bước đầu chỉ vài hộ vào rồi lại ra vì khách ít biết đến, nhưng sau với sự hỗ trợ về mặt bằng, chi phí điện nước, phí chợ và nhận thấy hiệu quả ổn định, các hộ bán hàng rong đã tự động xin chào, tạo nên một khu chợ khá đông đúc như ngày hôm nay. Đối với các hộ bán hàng rong hiện nay thì nói chung là cuộc sống của họ coi như là có phần khá ổn định được cuộc sống của họ. Một phần là chủ yếu là coi như là do họ ý thức được cái vấn đề là kinh doanh đảm bảo được vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm nè, rồi nấu ăn ngon nè, giá cả phải chăng, nên là từ từ cái lượng khách đến chợ nó đông. Một buổi tối tìm đến khu chợ hàng rong này mới thấy chủ trương lập lại trật tự vỉa hè, xóa nạn hàng rong buôn bán lấn chiếm mất vệ sinh là đúng. Nhưng sau mỗi gánh hàng rong là cả một gia đình nên cần có những cách làm đúng lý, thuận tình để đảm bảo hài hòa trong việc ổn định đời sống của người lao động nghèo, bên cạnh lợi ích chung của cả cộng đồng, cả thành phố. Dạ, mong muốn khách càng ngày càng đông thôi, với lại chỗ buôn bán. Những khu chợ hàng rong như thế này nếu được quản lý và vận hành tốt sẽ là những mô hình điểm để giải quyết bài toán hàng rong vỉa hè cũng như nạn chiếm dụng vỉa hè để mưu sinh của nhiều loại hình kinh doanh buôn bán khác. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong tháng 7 tới đây sẽ mở rộng cả 3 nhánh cầu chữ Y nối quận 5 với quận 8 từ 9m lên 12m nhằm giảm ùn tắc giao thông trên cầu và các tuyến đường quanh khu vực.
Theo đó, ba nhánh cầu dài gần 500 mét đều sẽ được mở rộng từ 9 mét thành 12 mét. Tải trọng cầu cũng được nâng cấp từ 13 lên 18 tấn và chịu được động đất cấp 7. Ba nhánh đường đầu cầu dài 400 mét cũng được cải tạo, xây tường chắn mới để mở rộng mặt đường vào cầu lên tương ứng với bề rộng cầu chính. Đồng thời, khu vực trung tâm cầu chữ Y sẽ được mở rộng để tăng khả năng rẽ trái, giảm xung đột giữa các dòng xe qua ngã ba. Tổng mức đầu tư mở rộng cầu chữ Y hơn 186 tỷ đồng. Việc cải tạo nâng cấp cầu sẽ được hoàn thành sau một năm. Cầu chữ Y nối quận 5 với quận 8 hiện đang lâm vào tình trạng quá tải, dẫn đến thường xuyên kẹt xe, đặc biệt nghiêm trọng vào các giờ cao điểm. Mặc dù thành phố đã tổ chức phân luồng giao thông, nhưng không giảm được ùn ứ do mật độ xe quá lớn. Cầu chữ Y cũ được Pháp xây dựng năm 1938, sau nhiều lần sửa chữa, đến năm 2006 được xây mới tại vị trí cũ, với độ tĩnh không được nâng cao lên gấp đôi.